Tuổi Bính Dần sinh năm 1986, bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 là hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đón nhận được nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất vui khi gặp lại quý anh chị tuổi Bính Dần trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Bính Dần, sinh năm 1986 thuộc mệnh Hỏa, Lư Trung Hỏa, nghĩa là lửa trong lò. Và quý anh chị tuổi Bính Dần là những người rất chăm chỉ, cần cù và nỗ lực trong công việc, không bao giờ trốn tránh hay là lười biếng. Tuy nhiên, đôi lúc kết quả công việc lại không được như mong muốn, có thể là do phương pháp làm việc chưa hiệu quả hay là may mắn chưa mỉm cười với quý anh chị nhé. Và bước sang tháng 2 âm lịch năm quý mão 2023 tới đây, được các nhà chim tinh học, nhà tử vi học dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh chỉ ra rằng trong tháng hai âm lịch này sẽ có nhiều vận may bất ngờ đưa tới, đánh bay vận xui, vượt qua trở ngại, nắm được thời cơ, vươn lên chính mình và cuộc sống đổi đời từ đây. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý anh chị tuổi bính dần cùng theo dõi lá số tử vi của mình ngay sau đây. Tử Vi tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Người tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, là tuổi con hổ, thuộc mệnh hỏa, lưu trung hòa, nghĩa là lửa trong lò. Số của tuổi Bính Dần rất hợp vào giờ chẵn, ngày chẵn, tháng chẵn. Bản mệnh tuổi Bính Dần, xuất hành hay thực hiện những công việc quan trọng và ngày giờ nói trên, mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, đạt được thành công lớn, thu về nhiều tiền tài, vạn sự như ý, đại cắt đại lợi. Tổng quan tử vi tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Người tuổi Bính Dần rất vui tươi và ngập tràn tinh thần lạc quan yêu đời, dù họ có phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng ý chí, sự quyết tâm và tinh thần thép luôn giúp họ vượt qua trong công việc. Bính Dần rất coi trọng chữ tín, khi đã được giao phó một trọng trách nhiệm vụ nào đó, họ sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Bính dần là những người có trái tim ấm áp và giàu lòng yêu thương mọi người, họ sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai, mà không bao giờ cầu lợi cho bản thân mình, chính vì điều đó, bính dần được bạn bè người thân hết mực yêu quý, tôn trọng. Tuy nhiên con được công danh, và sự nghiệp của tuổi bính dần lại không mấy thuận lợi, bính dần thường xuyên gặp phải khó khăn, trục trặc, thậm chí có những lần họ phải đương đầu với nguy hiểm. Dù vẻ bề ngoài lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, nhưng cũng có lúc bính dần cảm thấy cô đơn, lạc lõng, và cần sự thấu hiểu sẻ chia của người nào đó thuở nhỏ bính dần phải trải qua cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, bởi vậy họ sớm rèn luyện sự kiên trì, quyết tâm, phấn đấu nỗ lực, mặc dù vậy may mắn ít khi mỉm cười với những người này, không ít lần phải buôn ba, chịu nhiều sóng gió. Công danh, sự nghiệp có nhiều thăng trầm, lúc lên cao lúc xuống thấp, và từ 38 tuổi đổ đi, công việc mới được suôn sẻ, thuận lợi như ý muốn, bính dần nên tận dụng khoảng thời gian này để phát triển sự nghiệp, khẳng định bản thân, tài lộc rất dồi dào. Từ vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình công danh, sự nghiệp của người tuổi Bính dần cũng sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến, quý nhân giúp sức chủ yếu là người nam lớn tuổi, bạn hãy lưu ý để không lỡ mất thời cơ để phát triển hơn nữa nhé. Tuy nhiên, sức khỏe của bản mệnh trong tháng này không được tốt lắm, phần nhiều là do bản lo lắng, căng thẳng quá nhiều cũng đa sầu, đa cảm mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Và sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý anh chị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, trong tháng có chính quan chiếu mệnh, đường công danh, sự nghiệp của tuổi Bính Dần, sinh năm 1986 có được những bước tiến khá lý tưởng, bạn có thể sẽ đạt được bước thăng tiến trong sự nghiệp của mình, nhất là nam mệnh các tinh thái dương chiếu mệnh cho thấy, quý nhân của con giáp này phần lớn cũng là những người nam giới xuất hiện xung quanh, bản mệnh có thể lựa chọn cách ứng xử phù hợp để không đánh mất cơ hội được quý nhân trợ giúp. Bạn cần cố gắng để thể hiện năng lực của mình, có nhiều người tài giỏi, nhưng không phải ai cũng học được cách để khiến mình nổi bật và gây được ấn tượng cảm tình với cấp trên. Bạn hãy là người thông minh, với cách ứng xử phù hợp nơi công sở, chớ nên vì muốn nâng mình lên mà dẫm đạp lên người khác, làm như thế chỉ khiến cho hình ảnh của bạn trở nên xấu xí hơn mà thôi. Có thể nói, rất nhiều việc xảy ra trong thời gian này khiến cho người tuổi Bính Dần, sinh năm 1986 cũng cảm thấy hoài nghi, những quyết định mà mình đã đưa ra liệu chúng có thực sự đúng hay không, đôi khi lắng nghe cảm nhận của mình một chút có khi chúng còn đúng hơn khả năng phân tích của bạn nữa đấy. Khi bạn phải đứng giữa ngã ba đường, bản thân luôn cảm thấy khó khăn khi phải đứng trước những lựa chọn khác nhau, có lẽ đây là lúc mà bạn cần phải thành thật với chính mình để biết được những cảm xúc đích thực của bạn thay vì bị tác động bởi bất cứ yếu tố nào nhé. Về mặt tài vận, bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, không cần phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc, bản mệnh có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng về vấn đề tài chính, nên dù có biến cố xảy ra thì vẫn có tiền lận lưng. Nhưng trong tháng này thu nhập của bản mệnh chỉ thăng tiến ở mức nhỏ, chứ chưa đạt được sự bùng nổ, những chú hổ có nhiều tham vọng, nhưng tiếc rằng thời điểm này cơ hội vẫn chưa đến. Tuy nhiên, sự kiên trì, chăm chỉ làm việc thì, chẳng bao giờ sợ chết đói, đồng tiền do chính bàn tay mình làm ra, bao giờ cũng bền vững hơn hẳn. Dù trong tháng có hung, có cắt, nhưng về cuối tháng, nhờ có sao giải thần xuất hiện trừ hung, mà người tuổi bính dần, sinh năm 1986, có thể biến họa thành may, thách thức thành cơ hội. Miễn là bản mệnh không được bỏ cuộc kiên trì, quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng, thì vẫn sẽ đạt được điều mình muốn cuối tháng tình hình kinh doanh buôn bán có dấu hiệu khởi sắc trông thấy thị trường sôi động đây là lúc bạn nên lập ra những kế hoạch cụ thể với mục tiêu rõ ràng mạnh dạn xúc tiến các kế hoạch của mình may mắn sẽ đến bạn sẽ gặp nhiều khách hàng lớn ký kết hợp đồng giá trị nên tiền cứ thế đổ về túi nhưng trong việc đầu tư kinh doanh ký kết hợp đồng bạn cũng đừng nóng vội không nên đầu tư vào các lĩnh vực mà mình chưa hiểu rõ hoặc nghe theo những lời đường mật của người ngoài mà chung vốn đầu tư khiến cho bản mệnh rất dễ bị thua lỗ không thu hồi được vốn nhé Chúc bạn may mắn, có một tháng, bội thu về tài lộc. Về mặt tình cảm. Xem tử vi tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, của tuổi bính dần, sinh năm 1986, sao thiên diêu xuất hiện chủ về đào hoa, nhờ thế mà đường tình duyên của những chú hổ có phần hanh thông, thuận lợi hơn nhiều so với trước đó, dù là người độc thân hay người đã có đôi có cặp thì cũng đều có cơ hội để thể hiện tình cảm, hạnh phúc trong ngôi nhà của mình nhiều hơn và cũng có thêm nhiều khoảnh khắc bất ngờ khi đón nhận tình yêu nồng thắm của người ấy. Bạn cũng đừng tự bó buộc bản thân trong những lễ giáo, định kiến của xã hội, yêu là nói ra chẳng ai có thể đánh giá bạn, nếu bạn chủ động tìm kiếm tình yêu thuộc về mình, có thể trong thời gian này bạn sẽ nhận được lời tỏ tình dễ thương từ người hâm mộ giấu mặt. Bạn đừng vội từ chối mà hãy cho bản thân và đối phương cơ hội để thử tìm hiểu nhau xem đã nhé nếu bạn đang cảm thấy bản thân bị đặt trong tình huống khó khăn buộc phải lựa chọn mối quan hệ của mình với một điều bạn quan tâm thì bạn nên rời khỏi người đàn ông ích kỷ đó bạn bè là tấm gương soi chiếu chúng ta và bản mệnh càng có cơ hội chiêm nghiệm rõ chân lý ấy trong tháng này có những người đang tác động quá sâu vào chuyện tình cảm của bạn sẽ có những mối quan hệ thử thách mà bạn buộc phải đối diện bạn cần tỉnh táo đưa ra cách giải quyết thấu đáo hợp tình hợp lý nhé về mặt sức khỏe Sức khỏe của tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 lại không được khả quan cho lắm. Bản mệnh có nhiều nỗi lo lắng, không được an yên, khiến cho tinh thần luôn trong tình trạng căng thẳng. Mặc dù cuộc sống của con giáp này chẳng có quá nhiều biến cố, nhưng chính bạn đang tự tạo ra áp lực cho bản thân, bạn thay đổi cảm xúc thất thường khiến cho sức khỏe bị ảnh hưởng. Xem cửu cung phi tinh tháng trong tháng 2 âm lịch năm quý mão này cho thấy, bản mệnh nên tránh dùng nhiều đồ màu vàng, hay đỏ ở góc chính đông trong nhà, có thể khiến cho cảm xúc bất định, dễ hốt hoảng, sức khỏe của bản mệnh cũng có phần xa sút và đi đâu, tuổi bính dần cũng phải nghe những lời nhận xét, rằng màu sắc mặt không được tốt. Nhiều người quan tâm thái quá, bằng việc khuyên bạn uống các loại thuốc bổ thế nhưng bạn đừng vội nghe theo, vì có thể các loại thuốc đó có tác dụng với họ, nhưng không có tác dụng với bạn thì sao? Bạn hãy sắp xếp thời gian ăn uống nghỉ ngơi hợp lý trước đã và học cách thư giãn và buông bỏ bớt muộn phiền, giảm bớt áp lực, tâm trạng thoải mái thì sức khỏe mới tốt lên được. Sau đây là 6 dấu hiệu chứng tỏ bạn sắp giàu có, người tuổi bính dần nên, biết sớm, giàu sớm. Đừng than phiền vì bản thân chưa kiếm được nhiều tiền. Bởi không có ngã rẽ nào trong cuộc đời này là sai, vì ở đâu bạn cũng có thể học hỏi được nhiều điều. Trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ, ai trong chúng ta cũng có lúc gặp phải những hoài nghi, chúng ta không chắc rằng mình có đang đi đúng hướng hay không. Hoài nghi khiến ta rẻ rặt không biết mình nên làm gì tiếp theo nhưng hoài nghi cũng có nghĩa rằng bạn thực sự cẩn trọng và mong muốn kết quả tốt nhất cho hành trình của bạn. Ngay cả những huyền thoại và tỷ phú cũng từng có những khoảnh khắc như thế. Do đó, nếu vẫn còn băn khoăn, sau đây là các dấu hiệu cho thấy bạn đang đi đúng hướng trên con đường sự nghiệp và sự giàu có đang sắp bổ vây. Thứ nhất là không chạy theo xu hướng đám đông thay vì cứ chạy theo những điều viển vông bản thân bạn cần biết mình muốn gì và tập trung toàn bộ vào nhiệm vụ trước mắt để đạt được chúng sự khôn ngoan bình thường chỉ đem lại những kết quả bình thường chạy theo đám đông dù là rất thịnh hành hay là một cơ hội tốt chỉ là công thức của sự tầm thường những người thành công vang dội có thói quen làm những việc người khác sẽ không làm họ đến những nơi người khác sẽ không đến vì ở đó có ít cạnh tranh và nhiều cơ hội để thành công thứ hai là coi trọng là thời gian và ngừng suy nghĩ tiêu cực về tiền bạc những người hướng đến mục tiêu tự do tài chính nhận thức rõ giá trị của thời gian biết nên và không nên làm gì để khai thác hiệu quả nhất thời gian mình có và sẵn sàng trả phí cho những việc không quan trọng làm lãng phí thời gian của họ họ luôn cố gắng sáng tạo cách để rút ngắn thời gian hoàn thành công việc để có nhiều thời gian hơn cho những việc mình muốn và việc làm những gì yêu thích là cách chúng ta sử dụng thời gian và năng lượng một cách hiệu quả nhất bên cạnh đó thành công không còn là trò chơi có tổng bằng không đối với bạn bởi cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi và chia đều cho tất cả mọi người người thành công là những người biết nắm bắt cơ hội. Thành công của người khác không còn khiến bạn ghen tị. Một triệu phú vừa mua căn biệt thự mới hay giành được hợp đồng trị giá 150 triệu đô la Mỹ cũng không khiến bạn bận tâm mà ngược lại điều đó chỉ khiến bạn tin rằng, những người đầy tham vọng và làm việc chăm chỉ, như bạn, sẽ gặt hái được thành công và kiếm nhiều tiền hơn nữa mà thôi. Khi tâm trí bạn có sự thay đổi, chuyển từ lo lắng về việc không có đủ tiền sang có niềm tin rằng bạn sẽ kiếm được số tiền bạn muốn, đó chính là dấu hiệu bạn đang trên con đường thành công thứ ba là sử dụng tiền như một sự chia sẻ việc giúp đỡ được người khác luôn đem đến những cảm giác tuyệt vời điều này khiến chúng ta cảm thấy mình là một phần có ích của xã hội mình đã có khả năng để làm điều gì đó cho người khác mình đã cho đi yêu thương và làm cho thế giới thêm phần ấm áp chúng ta có thể không phải là những người giàu có đóng góp hàng tỷ đồng cho việc từ thiện nhưng chúng ta vẫn có thể giúp đỡ người khác trong khả năng mình có thể cho dù đó chỉ là những điều nhỏ mà thôi thứ tư là nhận thức được tâm lý tài chính của bản thân Kiếm tiền là một chuyện, tiêu và quản lý chúng sao cho hợp lý là chuyện khác. Do đó, hãy đầu tư đúng cách để tiền sản sinh ra tiền thay vì để chúng bị thâm hụt theo thời gian. Dù hướng đến bất kỳ mục tiêu nào, chìa khóa luôn nằm ở bản thân chủ quan của mỗi người. Đối với mục tiêu tự do tài chính cũng vậy, chìa khóa cần có là phải hiểu được cách suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta đầu tư, chi tiêu và tiết kiệm tiền như thế nào. Hầu hết chúng ta sẽ khó khăn để đưa ra những quyết định chính xác khi bị ảnh hưởng bởi những tác động bên trong hoặc bên ngoài chính vì điều đó mỗi chúng ta cần hiểu được tâm lý tài chính của bản thân hiểu được mình cần gì mình muốn gì và chi tiêu cho những vấn đề đó là đáng hay không đáng cần thiết hay vô ích có những người dành cả tiền lương một tháng vất vả của mình để chạy theo mỗi đời iphone mới ra còn bạn cảm thấy chiếc điện thoại của mình vẫn đủ tốt và chưa thực sự cần thiết bỏ một con số chục triệu để thay đổi điện thoại liên tục như vậy nhiều người mong muốn theo đuổi thời trang thời thượng sẽ dành nhiều tiền và thời gian để tìm kiếm những món đồ đắt đỏ trong khi bạn cảm thấy được ở bên con cái đọc sách và nấu ăn là vui vẻ cách chúng ta cảm nhận thế giới sẽ quyết định cách chúng ta tư duy tài chính việc nắm bắt được tư duy tài chính của bản thân là cơ sở hoạch định kế hoạch tự do tài chính khiến con đường cách ly khỏi đồng tiền không còn xa thứ năm là bạn có niềm tin và luôn lạc quan luôn giữ suy nghĩ bản thân có thể đạt được mục tiêu của mình thì cơ hội đến sẽ rộng mở hơn đó thực sự là điều kỳ diệu tin vào điều chưa được nhìn thấy là một dấu hiệu rất lớn của thành công khi bạn nghĩ về tương lai xung quanh bạn sẽ có một nguồn năng lượng tích cực nói rằng tôi sẽ làm được bạn có thể không biết chính xác khi nào bạn sẽ thành công nhưng bạn chắc chắn rằng đó là vấn đề thời gian niềm tin hay sự chắc chắn đến từ việc bạn có một kế hoạch vững chắc đó là khi bạn biết mục tiêu của mình, cách bạn sẽ đạt được chúng và cách bạn sẽ đối phó nếu mọi thứ đi xuống, đồng thời đưa ra những quyết định sáng suốt. Thứ sáu là Biết chăm sóc bản thân Từ bỏ những hoạt động không tốt ngăn cản bạn làm việc hiệu quả hướng đến một tương lai tươi sáng là một bước đi đầy sức mạnh. Từ bỏ việc hút thuốc, ăn uống không điều độ hay ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, không tập thể dục thường xuyên. Sẽ mang lại nguồn sức mạnh to lớn cho bạn, giúp bạn thực hiện nhiều điều có ý nghĩa trong cuộc sống. Vâng, quý anh chị tuổi Bính Dần thân mến. Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý anh chị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo